Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ sáng nay tổ chức lễ phát động đa quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và dịp lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố. Trọng tâm của đợt cao điểm này là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đường bộ, phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, chủ động nắm tình hình không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội như cướp, cướp giật, trộm cắp, tàng trữ, vận chuyển bộ bán trái phép chất ma túy, hàng nhập lậu, hàng giả vận chuyển trái phép vật liệu nổ, đồ khí, đồ chơi nguy hiểm.